Loài chuột Heterocephalus leber, còn được gọi là naked mole rat hoặc chuột béo đốm, là một loài động vật có vú đặc biệt và độc đáo. Dù tên gọi naked mole rat có vẻ ám chỉ về việc chúng không có lông, thực tế là chúng có một số lông mảnh trên cơ thể. Chúng có kích thước nhỏ, thường dài khoảng 8 đến 10 cm với cơ thể hình trụ và đuôi ngắn. Mặc dù có một số lông mảnh, nhưng chúng thường trở nên hói lộ ra, chủ yếu có màu hồng hoặc hồng nâu. Naked mole rat chủ yếu sống ở Đông Phi, trong các hệ thống hang dưới đất. Chúng thường xuyên sống ở độ sâu lớn trong lòng đất và là loài động vật dưới đất. Naked mole rat có khả năng chịu đựng nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với các loài động vật khác. Chúng có thể sống lâu, thậm chí lên đến 30 năm, là một tuổi thọ đáng kinh ngạc đối với một loài có kích thước nhỏ như vậy.